Nenasaha panchasila niya chama duti yampi mayang fante visum visum rakkhanantayati sarane nasaha panchasila niya chama tati yampi mayang fante visum visum rakkhanantayati Nam tha yat ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyambe buddham saranam gacchami. Duti cham bị đâm măng saranang gacchami, duti cham bị sangang saranang gacchami, tati cham bị buddhang saranang gacchami, tati cham bị đâm măng saranang gacchami, tati cham bị sangang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Tisaranagahanang paripunang panatipata veramane sikha padang samadhiyami adinnadana veramane sikha padang samadhiyami kame sumicchachara veramane sikha padang samadhiyami musawada veramane sikha padang samadhiyami Suramiraya Machapamaratana Veramane Sika Padang Samadhiyami. Banatipata Veramane Sika Padang Samadhiyami Adinnadana Veramane Sika Padang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikha Padang Samadhiyami Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Suramiraya Machapamaratana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Imani Pancha sikha padani sadukangka toa apamadena nicchakalang samaraki tappang silena sugatin janti silena poga sampada silena nipputin janti tasma silang viso thaye Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ. Uttamange
na watamang ge na wande hang sang khan cha du vi tho tamang sang khe yo khali to do so sang kho kama tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Nam mô Bích Thay, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ thấy Nguyên Như cầm mic mà rớt mic. Dạ cảm ơn đạo tràng. Nguyên Như ơi, mời Nguyên Như lại nha. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thay, dạ đạo tràng nghe lại giọng con được chưa ạ? À? Dạ sa thú Nguyên Trang. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. À. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma cha loka ti pati saham pati ka tanjali anti warang aya cha santi tha sam tam para cham ka cha ti ka de se to tham mang anu kam bi mang ba chang sat tham ma phê rin vi nha dành cha ka yang su tan cha ban thang a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu sanh cha đành đăng bồ tha nay ye ba ri sa và mắt chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộng giả ngài dời trường sang thuyên pham đồ căn hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn muộn lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay và con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bích Thay giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sa Di Đà. Kính lễ chư tôn đức tăng, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị cái đề tài cũng rất là quen thuộc. Chúng tôi sẽ trình bày về đề tài về các cõi dục thiên. Đề tài về các cõi dục thiên. Đó là thì trong cái đề tài này thì chúng ta sẽ trình bày một cõi thôi, trong một cõi đầu tiên để gửi đến quý vị. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấn tắc. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to samma sambuddhassa.
sakkāyavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Tham Mạng, Nam Mô Thầy. Dạ, kính thưa quý vị. Khi nói đến các khỏi dục thiên này thì chúng ta phải biết với cái từ là đề quá là khỏi thiên, thầy khỏi thiên. Thì những cái chữ đề quá này nó phát xuất từ cái câu như vậy. Câu Bali trong chú giải ta có ghi là như vậy. Quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Hello. Hello ha. Dạ, sao. Rồi, trong cái Bali này ha. Là từ cái câu Panchahika me gune hi dip ban ti kilang ti ti. Tức nghĩa là đồng nghĩa đồng ra cái chữ là đê quá. À, tức là người hưởng thụ với năm dục trưởng dưỡng thì gọi là đê quá. Tức là những chư thiên cõi dục giới đó, à, cõi đại dục giới đó. Thì người hưởng thụ năm dục trưởng dưỡng gọi là đê quá. À, ai có viết kia muốn viết ra kìa thì viết giùm nha. À, người dục với năm người hưởng thụ với năm dục trưởng dưỡng thì được gọi là đê quá. Rồi, kính thưa quý vị. Với cái đê quá này đó được phân chia là ba loại. À, đê quá là phân là làm ba loại. Đây, copy ra cho quý vị luôn. Phân chia là ba loại. Rồi, hai gian. À, được phân chia là ba loại. Thứ nhất là chế định chư thiên. Hay Sammuti đề quá. Sammuti là chế định ha. Sammuti đề quá là chế định chư thiên. Tức là nói về những đức vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa. Tức là những người mà chức cao trọng vọng ha, thì được gọi là Sammuti đề quá là chế định chư thiên. À, là thứ nhất. Thứ hai là Uppatti đề quá là nói tất cả các chư thiên. À, chư thiên dục giới và những vị phạm thiên. À, thì gọi là Uppatti đề quá. Và cái thứ ba là quý xuất thí đề quá là nói về những bậc thánh tăng, những vị mà a la hán thì được gọi là quý xuất thí đề quá. Vì như vậy cái chữ đề quá này bao hàm gồm cả ba vấn đề này, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói tới cái đầu tiên thôi, cái chư thiên thường trong sáu cõi trời thôi, là úp thí đề quá trong cõi trời dục giới ha. Hôm nay mình nói trong cõi trời dục giới thì kính thưa quý vị, trong cái cõi trời dục giới nữa có sáu cõi. À, có sáu cõi. Để đây copy cho quý vị những cái này để làm tư liệu ha. Có sáu cõi trời dục giới. Quý vị có thấy không ạ? Thấy cái đó không ạ? Hello, có đọc được không? Có thấy sáu cõi trời nào không? Sáu cõi. Đó thì giờ boss lên có thấy không? Thấy hả? Ok, kỳ này post được rồi. Có mấy kỳ trước sao post hoài nó không lên. Post nó không cho, kỳ này cho nó cho. Đó, thì trong cái cõi dục giới này nó có 6 cõi. Cõi trời dục giới đó, à, có 6 cõi. Đó, thứ nhất là Cha Tum Mahara Chika. Là cõi Tứ Đại Thiên Vương. À, Tứ Đại Thiên Vương. Ok, nói chậm ha. Cha Tum Mahara Chika là Tứ Đại Thiên Vương. À, có ghi có post lên rồi đó. Số 2 là Ta Quá Tìm Xá, à, cõi đạo lợi hay là Tam Thập Tam Thiên. À, là cái thứ hai. Cái thứ ba là Gia Ma là cõi Già Ma. À, cái thứ tư là Tushita, dịch ra âm là Đấu Xuất Đà. Cái năm là Nimma Narati là Quá Lạc Thiên. Thứ sáu là Baranim Gita Vasati là Tha Quá Tự Tại. À, tức là chúng ta có sáu cõi, tức là Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đấu Xuất, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại. À, là sáu cõi rồi. À, trong cái những cõi vua dục giới mình ha, những cõi trời có thể giới cộng thêm cõi người nữa là bảy ha. Chứ người mình cũng tính trong thuộc về là thuộc về cõi vui là bảy cõi vua dục giới. Và bốn cõi khổ là 11 cõi dục giới, thì có bốn cõi khổ, bảy cõi dục giới. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cõi mà thuộc về cõi trời. À, và chúng ta sẽ chỉ nói về cõi đầu tiên
là cõi Chatum Maharajika, là tứ đại thiên vương. À, giờ nhà ghi xong đó đi, ghi xong đó là tính. Đó là sáu cõi ha, có ghi đủ không? Rồi, ok, đó là sáu cõi trời dục giới. Chúng ta được biết là như vậy ha, được liệt kê là như vậy. Rồi đó là giới thiệu về sáu cõi dục giới ha. Bắt đầu chúng ta vô chính thức là chúng ta học cõi trời đầu, chúng ta nói về cõi trời đầu tiên. Đó, đó là cõi trời đầu tiên. Cha Tum Maharajika là tứ đại thiên vương. À, cõi thứ nhất là cõi thấp nhất trong sáu cõi trời. Và khi chúng ta nói đến cõi trời đó, thì nó gần như là vấn đề mà chúng ta thấy là giống là trừu tượng ha. Mình có nhiều người nó cũng không có tin. À, trong cái thế giới này nhiều người nói cõi trời biết người ta không có tin. À, ta nói cái là chỉ đặt ra này, là nhiều người ta tranh cãi cái này vậy đó. À, nhưng mà đây trong kinh Đức Thế Tôn ngài có dạy rõ ràng, và những vị thánh tổ tăng người ta có ghi lại rồi chú giải ra, phụ chú ra đầy đủ như thế này. À, cho nên chúng ta lên học để mình biết được những cái cõi trời này nó ra sao. À, thì thứ nhất là chúng ta học về cõi tứ đại thiên vương Chatum Maharajika. Thì cái thưa về cái tứ đại thiên vương này đó, là được cái từ này được lấy từ tên từ bốn, được lấy bốn vị thiên vương. Bốn vị thiên vương đó thì do có bốn vị thiên vương cai trị đó đó, thì ta đặt cái gọi đó là Cha Tum Maharajika. À, thì bốn vị thiên vương. Alo còn nghe không ạ? Alo đâu gì không nghe? Alo còn nghe không? Nghe mà. À, nghe lại chưa? Alo rồi ha. Rồi cái chữ tứ đại thiên vương đó là lấy từ, bởi vì nó có bốn vị thiên vương, nên ra đặt cái cõi trời này là tứ đại thiên vương. À, là bốn vị thiên vương đó là gì? Chattaro Maharajano là bốn vị thiên vương. À, thì do có bốn vị thiên vương này trú ngụ đó làm vua trên cõi đó ha. À, thì được gọi là cõi tứ đại thiên vương. Nắm được chưa? Là do từ bốn, có bốn vị đó đó làm vua trên đó, vua trời đó, bốn ông cai quản bốn phương đó. À, thì được gọi là cõi tứ đại thiên vương. Thì kính thưa quý vị, với cái cõi trời này đó có cái tuổi thọ là 500 năm. À, tuổi thọ của trời này là 500 năm. Quý vị có nghe mà nghe lại chưa? Alo. Nghe nè không? Ok. Rồi, tuổi thọ của trời 500 năm. Mà một ngày á thì bằng 50 năm của người. Một ngày á của trời á thì bằng 50 năm của người. À, quý vị có thể ghi này ra để mình lấy cái thông tin ha. À, tức là một ngày ở cõi trời, một ngày cõi tứ đại thiên vương rồi đó, là bằng 50 năm cõi người. À, mà một năm là 360 ngày, đúng không? Một năm là 360 ngày. Mình nhân cho 50 năm thì bằng ra 18.000 năm ở cõi người. À, tức là một năm đó bằng 18.000 năm ở cõi người. Ghi kịp không? Một ngày bằng 50 năm có người, 360 ngày nhân cho 50 năm thì bằng là 18.000 năm có người. Nói chưa? Nói ghi được chưa? Rồi 500 năm á, 500 năm có trời mình nhân cho 18.000 năm này nè thì bằng 9 triệu năm có người. À, thì như vậy cái tuổi thọ ở cõi trời tứ đại thiên vương này là bằng 9 triệu năm ở cõi người mình. À, bây giờ viết lại nha. Một ngày bằng 50 năm của người, 360 ngày là năm phải không, 360 ngày nhân cho 50 năm của người thì bằng 18.000 năm của người. Tức là 360 ngày là một năm của trời á, bằng 18.000 năm của người. À, rồi 500 năm của trời nhân cho 18.000 năm của người bằng 9 triệu năm của người. Tức là 500 năm cõi trời bằng 9 triệu năm cõi người.
Thì như vậy cái tuổi thọ của cõi thấp nhất của cõi trời á, cõi trời tức là dương là thấp nhất á, là nó bằng 9 triệu năm mình. Bởi vì thấy khủng khiếp, thấy rất là khủng khiếp ha. Trong khi đó mình sống từ 70-80 tuổi là ngủm cù đeo, trong khi đó những vị cõi trời thấp nhất tức là Đại Thiên Vương chỉ có phước mà chút chút thôi là ta đã đạt tới một cái tuổi thọ lên tới 9 triệu năm của người mình. Nhưng mà tính trên cõi đó thì là 500 năm, cõi đó chỉ là 500 năm. Đúng chưa? Ghi lại một cái này cho rõ ràng ha. Rồi thì cái đó là nói về cái tuổi thọ, tuổi thọ của những vị trời ở trên cõi trời này của tứ đại thiên vương ha. Thì ở trên này có bốn vị trời, cõi đại thiên vương này có bốn vị trời để cai trị thiên chúng. Thì chúng ta thấy rằng bất kỳ ở một cảnh giới nào nó cũng có vua chúa lại, hay là những người mà phục vụ cho vua chúa, dưới quyền của vua chúa ha. Rồi có dân chúng, thì ở cõi trời cũng vậy, cũng có những vị có bốn vị trời, rồi những vị mà phụ theo, phụ giống như phục tùng cho vua trời, rồi có thiên chúng đi theo. Thì như vậy cõi trời là có bốn vị trời cai trị tới những thiên chúng ở trên cõi trời đó. Cho nên nó cũng có những cái sinh hoạt, những cái làm hoạt động về đời sống thường nhật hàng ngày, nó cũng giống như cõi người, tức là cõi nào nó cũng có cái vấn đề đó. Nó tùy theo cái phước sanh của mỗi người. Sanh lên phước lớn thì làm vua trời, thấp hơn ít phước hơn xíu làm người phụ tá cho những vị trời, rồi thấp hơn nữa thấp xuống là lần như tới làm những thiên chúng, làm những dân chúng bình thường, rồi dân chúng giàu, dân chúng nghèo, đủ thứ loại. Thì như vậy ở trên cõi tứ thiên vương nó cũng vậy, có bốn vị trời cai quản, rồi dưới đó là những hàng tùy tùng này kia, rồi tới những hàng thiên chúng. Nói như vậy cõi tứ thiên vương thì chúng ta thấy là như vậy, có bốn vị trời cai quản. Rồi cái vị trí của cõi trời là như vậy. Vị trí này trong vũ trụ người ta cho biết là chúng ta thấy cõi trời nó nằm ở giữa núi Tu Di đó. Tu Di là Sineru gì, chữ núi Tu Di là chữ này. Nằm giữa núi Tu Di tức là cái núi, ngọn núi cao lên ha, cao thì cao ha. Thì cái cõi trời tứ đại dương nằm chính giữa, nằm chính giữa đó. Trong kinh chú giải nó cho nó nói là nó ngang với một đỉnh núi là Yuganthara, từ ngang đỉnh núi đó là từ đó đi xuống, tức là người xuống cõi người đó. Thì nó nằm khoảng giữa núi Tu Di, nó cách xa nhân loại 42.000 do tuần. Nằm ở giữa núi Tu Di, nó cách xa cõi nhân loại mình đó 42.000 do tuần. Bây giờ lắm đâu, ghi được kia kìa không? Cách 42.000 do tuần. Thì một do tuần á là bằng 13 mai. Một do tuần thì tính theo mai á, thì bằng 13 mai, bằng 20 km. Một do tuần thì bằng 13 mai, bằng 20 km. Tính theo bên Việt Nam mình tính km là bằng 20 km. Thấy chưa? Rồi 20 km, rồi 42.000 do tuần. 42.000 do tuần là mình nói trên là cách nhân loại cách 42.000 do tuần, thì lấy 42.000 do tuần mình nhân cho 20 km là ra 840.000 km. 840.000 km đó là tính theo km. Rồi mình tính theo mai á, thì 42.000 do tuần á, nhân cho 13 mai thì chúng ta có 546.000 mai. Và mình tính theo cái độ xa của từ cái cõi mình nè, từ cái cõi của người mình đi tới cái cõi mà tứ đại thiên vương á, thì bằng 840.000 km. Thì mình từ Việt Nam qua Mỹ qua bao nhiêu km ta, bao nhiêu mai không biết, lâu quá quên. Xa mình qua bên Việt Nam qua Mỹ về Việt Nam chắc có mấy ngàn mai vậy hả? Giờ tới 546.000 mai,
đi chừng nào cho nói. Đó thì giờ mình nói đại khái trong 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 vấn đề về mà trú xứ của cái cõi này đó, thì nằm giữa núi Tu Di, nó cách xa cái cõi nhân loại mình là 42.000 do tuần, tức là 840.000 km hoặc là 546.000 mai. Đó là như vậy. Rồi trong cái cõi Tứ Thiên Vương thì nó có bốn vị vua ha. Thiên vương thứ nhất được gọi là Trì Quốc Thiên Vương. Thiên vương thứ nhất được gọi là Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc Thiên Vương thì ba lê đây Tathāgata là thiên vương thứ nhất, Tathāgata là Trì Quốc Thiên Vương. Thiên vương thứ nhất được gọi là Trì Quốc Thiên Vương Tathāgata. Tức là thiên vương này á, nó có nhiệm vụ là cai quản những cái thiên vương khác, cai quản những cái thiên vương gọi là Ganh Thất Bá đó, tức là càn thất bà đó, cái gì Ganh Thất Bá là tiếng Pali, Ganh Thất Bá để âm qua tiếng tiếng Việt mình là kêu là càn thất bà ha, chữ Ganh Thất Bá nè, dễ nha. Đó tức là từ là vị Trì Quốc Thiên Vương rồi đó, thiên vương thứ nhất là cai quản nhóm mà Ganh Thất Bá này, tức là cái nhóm càn thất bà này. Nó được những cái nhóm này nó đóng đô ở phía triền núi phía đông của núi Tu Di, tức là thuộc về hướng đông. Về trong cái núi thì chia làm bốn hướng ha, đông tây nam bắc. Thì cái thiên vương thứ nhất thì nó trị vì cái nhóm Càn Thác Bà này á, đóng ở cái núi phía triền núi phía đông của Tu Di Sơn. Tức là những người này chia làm bốn khu khu vực, tức là nhóm bên hướng đông á, là có cái trú xứ của cái nhóm Ganh Thất Bá này, từ hướng đông của núi Tu Di. Đó là thiên vương thứ nhất được gọi là nhóm được gọi là thiên vương Trì Quốc Thiên Vương Tathāgata, cai quản đó ha. Rồi thiên vương thứ hai là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương. Cái này Quy Ruồn Tha Cá, Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương, đó là thiên vương thứ hai. Rồi, cái thiên vương thứ hai này á, có nhiệm vụ cai quản cái nhóm chư thiên gọi là Cùm Phanh Đá. Nhóm chư thiên Cùm Phanh Đá, đó là thiên vương thứ hai này, cai quản nhóm này. Cùm Phanh Đá nghĩa là Đại Phúc Thiên, Đại Phúc Thiên. Tức là đây là những chư thiên này nó có một cái bụng bụng bự, chư thiên bụng bự ha. Ai mà bụng to này kia là chắc cũng hồi xưa cũng là nhóm là chư thiên Đại Phúc Thiên này. Là Cùm Phanh Đá là chư thiên có cái bụng to tròn. Thì được gọi là Đại Phúc Thiên. Những chư chư thiên này đóng đô ở triền núi phía nam của Tu Di Sơn. Thiên vương thứ hai này cai quản Quy Run Tha Cá, cai quản nhóm mà Đại Phúc Thiên này đó, đóng đô ở triền núi phía nam của Tu Di Sơn, đó là thứ hai. Phía nam của Tu Di Sơn, rồi đúng rồi ha. Rồi cái thứ ba là thiên vương thứ ba gọi là Quảng Mục Thiên, Quảng Mục Thiên. Quảng Mục Thiên. Viru Bắc Khát. Quảng Mục Thiên. Quảng Mục Thiên của Rùa Bắc Cát là những vị thiên vương thứ ba này, ở đây những vị nó cai trị là những cái loài rồng, chỗ cái bên chỗ Quý Rùa Bắc Cát này là cai trị những loài rồng, những loài đó đóng đô ở phía tây núi Tu Di Sơn.
À, cho nên chúng ta thấy là rồng là có thật chứ không phải là không có. À, cho nên chúng ta đọc ở đây mình mới thấy là những cái sự thật nó hiện bày ra ha. Tức là cái cõi thiên vương thứ ba đó, Quảng Mục Thiên đó, thì cai quản loài rồng đóng đô ở phía tây núi Tu Di Sơn. Cho nên rồng là một cái chúng sanh là thuộc nằm thuộc về trong cái nhóm đệ tử, nhóm nhóm của tứ đại thiên vương ha, của nhóm đại dương, đó là thiên vương thứ ba. Rồi đúng rồi, Naga đó. Rồi thiên vương thứ tư là Đa Văn Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương Đa Văn Thiên Vương có hai cái tên, một là Cú-ê-rá hay hay là Quét-sa-wa-ná. Đa Văn thiên vương thứ tư là Đa Văn Thiên Vương. Văn Thiên Vương cái nhóm thứ tư đó, gì thiên vương thứ tư đó cai quản cái loại gọi là loại dắt khá. Là giả xoa, âm ra tiếng Việt mình kêu là giả xoa. Tức là cái thiên vương thứ tư đó cai quản cái nhóm mà được gọi là nhóm dắt khá, là nhóm giả xoa. Nhóm này được đóng đô ở phía bắc, ở triền núi phía bắc núi Tu Di Sơn, thì gọi là thiên vương thứ tư, Cú-ê-rá hoặc là Quét-sa-wa-ná cai quản nhóm này. Nhóm này được gọi là nhóm giả xoa, dắt khá là giả xoa. Rồi đó là bốn vị thiên vương đó, cai quản đông tây nam bắc. Đông tây nam bắc ha, chúng ta thấy là có bốn vị thiên vương, bốn 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 cửa nam bắc ha. Thì chúng ta biết là bốn vị thiên vương này ngoại trừ là cai quản bốn cái hướng đó đó, còn có bổn phận là những vị này có cái nhiệm vụ bổn phận là phải trông coi bảo vệ cho cõi nhân loại mình đó. Đặc biệt là bốn vị thiên vương này trông coi cõi nhân loại mình. Cho nên thường thường hay mùng tám hay rằm những vị thiên vương này mới xuống cõi người để đi quan sát coi có nhân loại này có ai có tu tập, có giữ giới này kia không, ngũ giới bát quan trời giới là có tu tập chưa, nếu có thì mấy vị này mới về lên cõi trời Đạo Lợi báo cho vua trời để thích biết. Nếu mà có, đúng rồi, nếu mà có người mà tu tập tốt đẹp á, thì Đức Trời thích mới nói là đúng rồi, vậy là cõi trời được hưng thịnh, cõi Atula bị suy giảm. Còn nếu mà quan sát thấy cõi người mà ăn chơi rắc không á, thì coi như là cõi người cõi trời thì bị suy giảm, cõi Atula được tăng thịnh. Những việc báo cáo như vậy. Thì bốn vị thiên vương này có nhiệm vụ đi trông coi cõi nhân loại như vậy, đi quan sát rồi coi tình hình như thế nào. Thì sao mà ngoài mấy tháng này không, mấy ông không đi đâu, ông chú quan sát mỗi người mình bị nhiễm corona quá chừng, ông không rải giùm mớ mưa xuống cho, mưa thuốc xuống cho hết cho đỡ khổ. Mà chắc tại người mình nặng nề quá, tội lỗi quá, mấy ông sợ luôn. Thì chúng ta thấy mình có những cái trường hợp mà mình thấy rất là đặc biệt ha, cũng khó mà nghĩ bàn được. Rồi đó là chúng ta trình bày về bốn vị thiên vương cai trị bốn bốn hướng đông tây nam bắc. Rồi giờ chúng ta nói tới các vị thiên vương dưới quyền của bốn vị thiên vương này ha, tức là các vị thiên vương dưới quyền bốn vị thiên vương. Đây chúng ta tôi copy cái này ra cho quý vị. Các vị thiên vương dưới quyền của bốn vị thiên vương này. Rồi, quý vị đọc đâu không có thấy mà, alo. Thấy ha, ok. Đó thì các vị thiên vương này á, các vị thiên chứ không phải thiên vương, các vị thiên, bỏ chữ vương qua lộn, sorry. Các vị thiên, vị trời á, dưới quyền của tứ đại thiên vương, dưới quyền của bốn vị thiên vương này. Các vị thiên dưới quyền của vị thiên vương này. Thứ nhất là Bắp Bá Tách Thá Đề Quách Ta, tức là sơn thần. Là những vị sơn thần. Copy rồi đi, nó có sẵn, copy giật quá thôi chứ cái là copy được mà. Đó là một sơn thần, một thứ nhất là sơn thần sống trên núi. Là cái
những vị mà mình thấy những vị có những vị mà trên núi trên 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 kiểu được gọi là những cái thần này, thần núi này kia đó, đó là vị sơn thần. Và thứ hai là a ca sát thá đê quá ta, sống trên hư không, những vị vị trời sống trên hư không, những vị thiên sống trên hư không đó. Rồi thứ ba là khích đa bát đồ sĩ cá đê quá ta, là những vị chư thiên này á thì là những vị mà mê chơi, những vị rất là ham ăn, ham chơi, ham chơi, ăn ham chơi lắm, đi chơi vui vậy, chơi quên ăn luôn rồi xong rồi cái chết. Thì gọi là khích đa bát đồ sĩ cá đê quá ta. Rồi thứ tư là mano bát đồ sĩ cá đê quá ta, là những vị chư thiên này á, nếu mà bị một cái vấn đề gì mà nổi giận lên đó, nổi tâm sân lên đó, là chết liền, chứ không sống được. Cho nên những vị này sợ vấn đề này bị nổi sân lắm, đấy, sân lên là chết. Là nhìn đó là vị đời thứ tư. Rồi thứ năm là si tá quá la ha cá đề quá tà, là những vị chư thiên mà thuộc về hàng tiết thiên, tức là những vị chư thiên chuyên làm cho khí trời trở nên lạnh mát vậy. Tức là những vị này muốn do trời mát thì theo ý mình đó, và những vị này có thể làm được, có khả năng làm được, chứ không cần phải đợi đúng thời tiết gì đó. Tức là đây là những vị có thần lực riêng ha, có thể làm cho trời trở nên mát lạnh. Là loại thứ năm. Và loại thứ sáu là un hóa quá là hắc cá đề quá tà, là nhiệt tiết thiên. Những vị này cũng có khả năng làm cho mặt trời nóng lên, ấm lên. Đó là cái khả năng riêng của những vị chư thiên này, nhưng mà không phải là lúc nào cũng làm, cũng tùy theo. Có lúc thì cần làm thì hỏi những vị này sử dụng thôi. Rồi vị thứ sáu, thứ bảy là chanh đi ma đề qua bút ta đề qua ta, và những vị chư thiên sống trong mặt trăng, sống trong trăng với những thiên chúng. Đây là cái lạ nữa, chúng ta thấy mặt trăng vẫn có những vị chư thiên sống rồi đó. Chúng ta thường cái thần thần mặt trăng ha, thần mặt trăng. Còn những vị mà Suriya đề quá ta, Bút ta đề quá ta, là sống trong mặt trời cùng với thiên chúng. Và thứ tám, tức là mặt trăng mặt trời cũng là cái chỗ, cũng là trú xứ để cho những vị thiên người ta sống. Những vị thiên này không có bị ảnh hưởng bởi sức nóng của mặt trời hoặc là sức lạnh của mặt trăng. Những vị này sống bằng là quá xanh mà họ vô hình mà. Là họ có thể sống những cái cảnh giới mà theo con người mình không thể nào mà sống được. Cho nên đây là tám cái những cái vị chư thiên mà được chúng ta trình bày dưới quyền của bốn vị thiên vương. Rồi vậy quý vị có muốn ghi lại thì ghi đi, ghi cho Nguyễn có đưa lên copy lại cái này. Đó là những vị trời mà dưới quyền của bốn vị thiên vương, tứ đại thiên vương. Rồi thì chúng ta thấy là có những cái trường hợp mà người đời mình hay nói là trên núi có thần, có ma, có quỷ này kia, thì chúng ta sẽ thấy là có những vị thần đang có thể hiện ra cho mình thấy này kia. Đó thì được gọi là sơn thần, hay là những vị chư thiên mà sống trên hư không, sống trên bay lưng lửng trên hư không, hoặc là những vị chư thiên mà sống trong mặt trăng, sống trong mặt trời, cũng như chư thiên có thể làm cho thời tiết thay đổi nữa, thì đó là có thật chứ không phải là không có, chứ không phải là chuyện mà mình nói chuyện giống như chuyện tại thiên tại thánh không. Tức là thế giới này nó có những cái mà chúng ta không thể nào mà mình tưởng tượng nổi, không thể nào mình bàn nổi, nhưng mà chúng ta biết là phải có chúng sanh, có sanh, có mà có cái thức, có cái tâm, có cái thân, thì có tạo nghiệp thì nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều thứ, nhiều loại, do chính cái nghiệp lực nó tạo thành. Chúng ta thấy là như vậy, những cái chúng sanh, những cảnh giới đều do nghiệp lực tạo thành hết. Nó đưa cho chúng ta, ví dụ như mình có những nghiệp tốt, nghiệp lành, thì đưa chúng ta sanh về một cái nơi nào đó thích hợp, tốt lành, tốt đẹp, tùy theo cái phước mạnh, phước yếu sẽ tạo ra cho có những cái cảnh giới như vậy. Còn mình yếu phước chứ nữa thì nó sanh xuống thấp hơn. Ví dụ như, thiếu phước, ít phước thì sanh làm những người dân chúng nghèo hèn. Còn phước khá hơn thì mình sanh làm người được khá giả hơn. Còn phước lớn hơn nữa mình sanh làm những người giàu sang phú quý nữa, ha.
còn cao nữa, phước nhiều nữa, phước mạnh nữa, thì là sanh làm quan quân rồi kia, còn nhiều phước nữa thì là làm vua, làm chúa, làm đứng đầu trong thiên chúng. Đó là những cái cảnh giới, những cái phân loại chúng sanh đều do phước, do nghiệp phước nó sắp đặt. Đó là vấn đề chúng ta thấy ngay cả trên cõi trời cũng vậy, cũng có thiên chúa, cũng có vua trời, cũng có phụ tuần, những người phụ tá cho trời, rồi những thiên chúng của trời vân vân, có đầy đủ giống như là cõi người, không có gì hết. Cõi người mình thật sự nó chỉ là một cái hạt cát trong vũ trụ, chỉ là có chút xíu hạt cát trong vũ trụ thôi, chứ không có cái gì mà chúng ta phải thắc mắc hết. Rồi, đó là một số những vị trời mà tùy thuộc dưới quyền của Tứ Đại Thiên Vương. Rồi, xuống dòng, mình ghi tiếp là Tứ Thiên Vương, là có Tứ Thiên Vương đó, có ba nhóm thiên nhân. Tứ Thiên Vương có ba nhóm thiên nhân. Tứ Thiên Vương, ba nhóm thiên nhân. Nhóm thứ nhất là nha. Nhóm ghi cái đó nha, cho Nguyễn. Nhất là Phú Mách Tha Đề Quách Tá. Phú Mách Tha Đề Quách Tá là nhóm thứ nhất. Mà nhóm này là có những vị thiên sống trên mặt đất. Nhóm này là những vị thiên này đó. Những vị thiên của nhóm này là những kêu là những vị thiên sống trên mặt đất, hay người ta kêu là địa cư thiên. Sống trên đất hay là kêu là địa cư thiên á. Địa cư thiên á. Những vị này sống trên núi ha, núi non, sông, ngòi, nhà cửa, đền tháp, đình miếu, lòng đất cũng có, dưới biển cũng có. Đây là gọi là những vị địa cư thiên. Những vị này sống trong những nơi nhiều đồng núi cũng có, đồng non, núi non có, là sông ngòi có, nhà cửa, trong nhà cửa của chúng ta cũng có thể có những cái thiên cư ngụ, hoặc là đền tháp hay là đình miếu. Thành ra chúng ta phải khi mà tới những cái đền tháp đình miếu gì đó, mình đừng có phá, hoặc là mình đừng có làm gì vậy. Bà mấy vị này ta cũng nhiều vị người ta cũng dữ lắm, cẩn thận trong đề này, là có những vị nó sống hết. Còn những vị này, những vị mà sống trên mặt đất như thiên địa cư thiên người ta, thì những vị này không có những cái lâu đài riêng, không có những cái lâu đài như thiên vương trên cõi trời. Tứ Thiên Vương không có những lâu đài riêng biệt, còn những vị này không có, những này sống tới đâu là cư ngụ tới đó thôi. Đó là những vị là Phum Mắt Thất Đề Quách Ta, là nhóm Thiên Vương thứ nhất. Rồi nhóm Thiên Vương thứ hai, nhóm Thiên Vương thứ hai nhóm thiên vương thứ hai là Rút Khách Tha Đề Quách Ta. Rút Khách Tha Đề Quách Ta, những thiên vương thứ hai. Những thiên vương này là sống trên cây. Nó khác cái thiên vương thứ nhất là sống trên mặt đất, còn những thiên vương này là sống trên cây, là kêu là Thọ Cư Thiên. Thọ Cư Thiên, Rút bạn Cư Thiên, Rút Khách Tha Đề Quách Ta sống trên cây, kêu là Thọ Cư Thiên. Thì cái những vị chư thiên này đó, Thọ Cư Thiên này đó, có hai nhóm khác nhau, là nhóm có cung điện trên cây, là có những loại Thọ Cư Thiên này có cung điện trên cây. Trên cây họ có cái cung điện riêng của họ, tức là họ có những cái tòa nhà của họ, họ sống trên đó. Và cũng có một nhóm sống trên cây nhưng mà không có cung điện, tức là kém phước hơn, không có cung điện, sống trên cây thôi chứ không có cung điện. Tức là trong cái Thọ Cư Thiên này có hai loại như vậy, loại có cung điện và loại không có cung điện. Những vị thiên mà sống trong cung điện không hay gì, chứ không phải như mình sống trong apartment kia, sống sống trong nhà lá. Những thiên này là có cung điện, còn những vị không có cung điện thì sống trên cây thôi, họ sống trên cây thôi. Thì như vậy cái loại mà Rút Thấp Thá Đề Quá Tà sống trên cây là Thọ Cư Thiên, có hai loại như vậy. Rồi loại thứ ba, nhóm thứ ba nha, nhóm thứ ba. Nhóm
thứ ba. Akasatthadevata. Có sửa là cái dấu được sửa luôn nha, không có máy máy nào làm được. Akasatthadevata là sống trong hư không, tức là không cư thiên, là chư thiên sống trong hư không, kêu là không cư thiên. Không chứ đúng rồi đó, sửa được hay quá. Sống trong hư không và kêu là không cư thiên. Những vị này, những vị sống trong hư không này đều có cung điện riêng của mình. Có mỗi một vị ta có cung điện riêng của ta, sống trong hư không, bay lơ lửng trên không, cung điện bay trên không luôn. Đó là những vị chư thiên không cư thiên. Rồi các vị mà không hư không thì có các vị chư thiên mà sống trên các tinh tú luôn vậy. Trong tinh tú mặt trăng mặt trời vân vân, thì những vị sống trên các tinh tú mặt trăng mặt trời lâu, họ có những cái lâu đài, họ có những lâu đài, mà những lâu đài này được cấu tạo, được thiết kế những vật quý như vàng bạc và châu báu vân vân, nó tùy theo cái phước báo mà nó có. Ví dụ người là phước lớn hơn thì cái lâu đài đó bằng bảo ngọc, bằng châu báu, còn thấp hơn nữa thì vàng, hay thấp hơn nữa thì bằng bạc. Thì những lâu đài được cấu tạo, được hình thành là do cái phước của mỗi người, tùy theo cái phước mạnh phước yếu. Và những cái lâu đài này nó luôn luôn nó di chuyển, nó độc đáo, mà mình không thể nào mình thấy được những cái này, rất là tuyệt vời. Những lâu đài nó bay xung quanh cái núi Tu Di đó. Thì những vị mà chư thiên sống trên hư không đó, những vị mà sống trên tinh tú mặt trăng trời, hoặc là sống trên hư không, lâu đài nó bay vòng 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 vòng. Đó là gọi mà chư thiên không cư thiên, nó có những cái như vậy. Được chưa? Ngày nay là ghi nốt được chưa? thì những chư thiên trên hư không, chư thiên thì không chư thiên rồi đó, cung điện riêng mình đó. Còn những vị thiên mà cũng trên hư không mà sống trên những cái tinh tú mặt trăng mặt trời, mình có những cái lâu đài riêng, có những cái lâu đài cấu tạo bằng vàng bạc châu báu này kia vân vân, nó tùy theo cái phước, và nó luôn di chuyển xung quanh núi Tu Di, di chuyển quanh vòng núi vậy đó. Thì đó là những vị chư thiên mà sống trên tinh tú mặt trăng mặt trời, và lâu đài, những lâu đài của họ đó thì được cấu tạo như vàng bạc châu báu vân vân. Đó là các chư thiên sống trên những cái tinh tú đó, mặt trăng mặt trời đó. Đó là một số những vị chư thiên cho nãy giờ chúng ta biết có một số như vậy ha. Được chưa? Rồi bây giờ những chư thiên đó, chư thiên mà thuộc loại cũng loại có phước lớn hơn không? Rồi tới những chư thiên mà loại thấp hơn nè, là á thần, nó kêu là á thần. Kêu là á thần. Rồi chúng ta mình nghiên cứu về là á thần, nó kêu là á thần, tức là những cái thần mà thấp hơn, phụ hơn. Thì những á thần này á là những loại thiên mà có tính tình rất là hung bạo, rất là dữ, tính nết hung bạo dữ tợn, cũng do cái căn chủng trong quá khứ cũng là từng là những người mà dữ tợn. Thì chúng ta thấy cõi chư thiên nó vẫn có những cái loại này, giống như cõi người vậy, có những người sanh ra hiền lành tốt đẹp, người giàu sang, người nghèo hèn, người này kia là cũng có những hạng người rất là hung bạo, rất là dữ tợn, như Du Đản, Du Thực, cướp chém mướn cướp này kia mà. Đó là được xếp vô cái loại á thần, và những loại này có tính tình rất là dữ, hung bạo, rồi bạo loạn đủ thứ không, thì đó thì được gọi là thuộc loại là hạ đẳng chư thiên, thuộc loại với như được xếp vô cái giới là hạ đẳng chư thiên, như vậy đó là chư thiên thuộc loại thấp, hạ đẳng chư thiên.
cái nhóm này xếp vô nhóm này giống như là nhóm thuộc loại vô thầy vô 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 thủ vô thực ha, vô đảng côn đồ giết mướn này kia thì gọi là hạ đẳng chư thiên. Thì cái nhóm này đó, nhóm á thần này cái gì có bốn nhóm chứ không phải là thường như nó có bốn nhóm vì có bốn nhóm. Nhóm 1 là nhóm này dắt khô dắt khi ní dắt khô dắt khi ni nhóm khi ní dắt khô dắt khi ni có giáo quyền rồi. Nhóm 1 là dắt khô dắt khi ni được gọi là giả xoa, dắt khô dắt khi ni là giả xoa đó. Tức là nhóm thứ nhất là giả xoa dắt khi ni giả xoa. Này đúng rồi, xa đâu xa đâu rồi dạ xoa. Ok, có hai loại dạ xoa thì có hai loại, hai loại a là dung sắc thù thắng chói sáng, dung sắc thù thắng chói sáng, loại dung sắc thù thắng chói sáng thì được gọi là thiên thần giả xoa, thiên thần giả xoa đề quá dắt khác gọi là thiên thần giả xoa. Tức là những vị những cái loại giả xoa này cũng là thiên nhưng mà được xếp vào hạng thấp nhưng mà vẫn có cái dung sắc chói sáng, dung sắc mà được gọi là thiên thần, những vị thiên thần kia là thuộc xếp vô cái nhóm là thiên là thấp, một trong bốn nhóm thuộc loại hạ đẳng á. Loại thứ nhất là dung sắc chói sáng là thiên thần cà xoa, rồi loại B loại thứ hai đó là có cái dáng mạo hình dạng hình hình cái là gì hình tướng hung tợn xấu xí, hình hài hung tợn xấu xí, tại cái trước thì thù thắng, cái thứ hai là xấu xí, thì kêu là bàn xanh giả xoa, tên là bàn xanh giả xoa, bởi xấu xí như thú kêu là bàn xanh giả xoa, kêu là tí rắc trà là dắt khác bàn xanh giả xoa. Thì như vậy giả xoa có hai loại, có hai loại, loại thì đẹp sáng chói giống như là người dân mình, có người thì đẹp lừng lộng lẫy nhìn vô là thấy là mát mắt ha, sáng chói, có người nhìn vô như là tú bà xấu xí rồi ha, giống như là người nữ thì nhiều người đẹp mà cái rất là nhìn vô là thấy là mắt mắt ha, có người nhìn vô thấy phát ớn. Thì vậy giả xoa là có hai loại vậy, loại có dung sắc thù thắng, loại thì có dung sắc xấu xí, thì được xếp vô là hai loại như vậy. Và những loại giả xoa này đó thì nó là những loại là loại dữ, cũng loại thuộc loại dữ nhưng mà loại hiền như vậy. Nó khi mà nó muốn hành hạ chúng sanh đó, khi mà những loại này được gọi là có thể nó kêu là mình người mình hay kêu là quỷ sứ, như là quỷ sứ, nhưng mà dạng này nó khi mà nó muốn hành hạ chúng sanh thì nó mới hiện là quỷ, tức là những loại giả so này nó quá hiện là quỷ, tức là giả so xấu xí đó là nó cũng được xếp vô là quỷ, tức là nó quá hiện thành quỷ, nó xuống địa ngục, nó mới hiện quá hiện là quỷ, nó mới bay xuống địa ngục, không xuống ở địa ngục nó mới tìm cách hành hạ chúng sanh dưới địa ngục á, trừng trị những người mà bị dưới đó. Thì cái quá thành quỷ nó làm nó xuống nó quánh nó đập nó tra tấn nó hành hình những người mà ở dưới địa ngục, hoặc là nó muốn ăn thịt á, thì trong chú giải nó nói là khi nó muốn ăn thịt những chúng sanh dưới đó, nó biến thành những con quạ khổng lồ hay là những con chó khổng lồ để nhào tới nó chụp cấu xé chúng sanh đó. Thì như vậy là những cái loại này được gọi là giả xoa, giả xoa hung tợn xấu xí đó. Thì nó sẽ có thể là làm những cái việc mà tàn ác như vậy không? Thì đó cho nên chúng ta phải nên biết khi mình làm phước thì mình nên hồi hướng cho những cái loại giả xoa này ha, những loại mà thiền thấp nè, nó có những khả năng những thần thông riêng đó. Đó là nhóm thứ nhất là giả xoa, và nhóm thứ hai
là có nhóm thứ hai là ganh thấp bộ là càng thắc bà. Nhóm thứ hai là càng thắc bà. Ganh thấp bộ, nhóm hai là ganh thấp bộ càng thắc bà. Nhóm hai là càng thấp ba, tại mình hay nói chư thiên càng thấp ba đó, càng thấp bô càng thấp ba là càng thấp ba, và những cái chư thiên này đó sống là nương tựa ở những cái cây, những cái cây cối lớn mà có hương, có mùi hương, sự nương tựa vào những cái cây đó có mùi hương, tự nhiên là cây hương đó, là cái đời sống của những vị thiên này đó là sống luôn gắn liền với những cái cây, những cái cây đó, cây mà họ đã ở đó, họ ngự đó, họ ở đó. Thì những chư thiên này sống đó, nương tựa đó, họ gắn liền với những loại cây đó, họ sanh sanh vào đó, họ thích đó, họ sống đó, thì gọi là chư thiên sống dựa cây cối, có mùi hương, có hương, thì đó cho nên mình thấy những cây nào cây hương thơm, có những cái cây mà gỗ quý này cái đó có hương thơm, là những cái cây đó có những vị chư thiên là sống dựa vô những cái đời đó, thì kính thưa quý vị, những vị thiên này nó có cái lạ khi mà họ đã sống cái cây nào rồi đó, họ sống cái cây nào rồi đó là họ không chịu đi, sống rồi là không chịu đi, giống như là cái nhà của họ luôn, là trú xứ của họ nó luôn, là không chịu đi, là ai bốn những cái cây đó mà đem về nhà đó cái gì họ đi theo luôn, họ đi theo luôn về tới nhà mình luôn, cho nên họ không có chịu bỏ cây đó, mà nó giống như là họ quyến luyến, thương yêu cái cây của họ, họ không có chịu về nhà. Họ ấy không có chịu bỏ cây đó mà họ đi theo cái người mà đốn nó đem về nhà đó. Thì họ đi theo luôn, không chịu đi. Rồi khi mình đốn cây về nhà xong mình làm ra bàn tủ ghế mình bán, nó đi theo cái bàn tủ ghế luôn, chứ họ không có bỏ. Và khi như vậy đó cái gì, những loài này ta có thể là ta hiện hình, có thể gì nhiều khi người ta tức giận mình phá hoại đó, họ hiện hình, họ làm cho những cái việc này kia, là suối cho mình bị những cái chuyện tai ương, những cái chuyện mà bệnh hoạn hoặc tai nạn này kia, họ làm những cái chuyện vậy. Mình thường nói những đó là ma quỷ phá, nhưng mà thực sự phải đó là những vị thiên càng thất bà mà, sống trên cây, họ làm những cái chuyện này chuyện kia phá cho mình, họ làm cho mình tán gia bại sản luôn, đó là những vị mà sống trên cây hương. Nếu mình xui mình đốn cái cây nào về đó mà có những vị nó sống đó, là mệt đó, những vị nó đi theo tới cùng mà tới cùng mà phá cho mình tán gia bại sản luôn. Thì chúng ta đã thấy chuyện này ở đời có thật, nhiều người ta sợ quá, ta phải cúng kiến mời thầy pháp đủ thứ về ha, làm những cái chuyện này cái nọ, nhưng mà thật sự đâu có làm được. Những vị thiên này nó phá dữ lắm, phá mình tại vì của chỗ người ta đang ở mà, giống như cái nhà người ta đang ở, tự nhiên mình lỡ mình chặt mình đem về nhà. Mà mấy vị này có cái tánh kẹt cái chỗ là những vị có cái tánh họ không chịu đi, họ bám theo cái cây luôn, để mình làm theo bàn ghế, họ bám theo ghế đó, họ đó những vị này là quá xanh mà, người ta có thể là biến hiện khắp mọi nơi, ở khắp nam. Thì như vậy là nhóm thứ hai là nhóm càng thất bà, chư thiên sống dựa ở cây có mùi hương, họ luôn luôn cái gắn liền với những cái cây đó, khi mình làm bất cứ cái gì mình chặt cỏ đem đi đâu họ đi đi theo hết. Thì những cây gỗ lớn thường thường là những cái cây trong rừng mà, cây gỗ hương lớn trong rừng đó, thì những vị thiên cái sống đó, mình chặt về mình làm nhà cửa là mệt đó. Gặp những gái đại gan cô gái nào giống như cỡ như Châu Nguyễn, Hồ Nguyên Như kia là theo là bám tới cùng luôn ha, theo phá tới cùng. Đó, cái rồi trong cái nhóm hai đó ta phân ra là có 10 loại, kêu là càng thất bà là hương mộc thần, kêu là hương mộc thần, có 10 loại, có 10 loại hương mộc thần. Cái vị này thì còn gọi là mộc dạ xoa, mộc dạ xoa, copy cái chữ này cho quý vị làm tài liệu coi. Tức là có 10 loại, có 10 loại ngành sát bài đó,
là gọi là 10 loại hương mộc thần á, tức là hương mộc thần á. Thì 10 loại này kêu là mộc dạ xoa, mộc là cây á, những cái dạ xoa lên cây đó. Cách thái giác khá à, có 10 loại. À, thành ra như vậy cẩn thận nha, về cây cối trong rừng là rất là nguy hiểm nha. À, thì giờ mộc dạ xoa thì có 10 loại. Thứ nhất là loại ngủ trong rễ cây, ngủ trong rễ cây, ở trong rễ cây đó. À, là thứ nhất. À, những loại dư thiên này nó ở trong rễ cây, à, những cái rễ cây họ lấy cái chỗ rễ cây họ làm chỗ trú ngụ. À, loại thứ hai là trong lõi cây, là ngụ trong lõi cây. À, những cái lõi cây phía trong họ vô trong đó, họ sống trong đó mà ngủ trong lõi cây. À, rồi loại thứ ba là ngủ trong giác cây, giác giat, giác cây, giác ngoài cây, ngủ trong giác cây. Rồi loại thứ tư là da cây, à, ngủ trong da cây. Từ là ngủ trong da cây. À, loại thứ năm là ngủ ở ngoài vỏ ngoài của cây, à, ngủ ngoài vỏ ngoài cây. Rồi loại thứ sáu là nó dựa theo cái nhựa thơm của cây, à, những cái cây nó có cái nhựa thơm thì những loại này nó dựa theo những cái nhựa thơm sống, à, dựa vào nhựa thơm cây. Rồi loại thứ bảy là trong lá cây, tức là ngủ trong lá cây, tức là những lá cây em ta ngủ trên đó, đó. À, ngủ trong lá cây. Rồi loại thứ tám là ngủ trong bông hoa, là những cây có bông hoa đó, thì những loại những vị thiên là ngủ trên đó, à, ngủ trong bông hoa. Bông hoa. Loại thứ chín ngủ trong trái cây, à, những cái cây nó có trái, có những vị thiên nó nằm trong đó chui có sống nữa đó, ngủ trong trái cây. Loại thứ 10 á là ngủ trong củ, củ ở dưới đất, những cái củ mà nằm dưới đất, à, những cái cây nó có những cái củ của nó, củ nhỏ nhỏ nhỏ, củ dưới đất thì những vị đó nằm ở đó. À, là 10 loại hương mộc thần, tức là 10 loại mộc dạ xoa sống ngủ trong những cái cây có nhiều thứ như
Thì nếu mà xui mà có cây có những vị này ở rồi đó thì nó về tới nhà mình luôn á, 10 vị này về đủ 10 vị đó, về quẩy cho mình banh chành luôn. Đó giờ Nguyên Như trong quanh phang Châu Nguyễn Hồng Nhung là có ăn cái cây có bẻ lá bẻ bông gì của người ta đó, thì theo nó phá, gặp gặp cô nào đẻ đẹp, đẹp là nó theo luôn là chết luôn. Đó là 10 loại chư chư thiên mà hư mộc thần rồi đó, là luôn luôn đi theo cái cây của họ, họ sống rồi đi theo đó. Thì mình biết là những này như vậy rồi. Có loại loại càn thất bà khác với 10 loại này, loại càn thất bà khác người này họ là họ sống cũng trên cây, họ sống trên cây như vậy đó. Nhưng mà khi mà bị đốn thì họ không có như mấy cái vị này, họ bỏ đi. Bỏ cây đó rồi đi qua cõi khác, đi qua cây khác họ ở, chứ không có bám theo cái cây đó. Đó là một loại càn thất bà khác, loại càn thất bà khác, nó không như loại trên. Thì nếu như những cái loại này gặp cái cây mà mình đốn, mà gặp mấy loại này thì nó đỡ, người ta bỏ ta đi, ta không có cần phải đi theo mình. Còn những cái loại trên mình mới vừa nói hư một phần rồi nó theo tới cùng luôn. Cho nên mình thấy nhiều gia đình bị tán gia bại sản, bị này bị kia, thì ta không biết chuyện gì. Nhưng mà tưởng là ma quỷ về này cái ám rồi bán nhà bán cửa bỏ chạy này kia đủ thứ. Cái này là chúng ta thấy rất là nhiều, nhất là những nhà mà ở dưới miền núi miền này kia, hoặc là những cái miền có cây có nhiều hay đốn cây về làm nhà làm cửa rồi làm những cái nhà mà mắc tiền ghê lắm. Những cái này khiếp lắm, nhiều người bị lắm rồi. Cái này chúng ta thấy thực tế cũng nhiều lắm, rất nhiều người bị tán gia bại sản này, rồi con cái bệnh hoạn đủ thứ, nó theo phá dữ lắm. Rồi có một cái đặc biệt nha quý vị, là có một số cái càn thất bà đó, nó kiếp trước là nữ nhân. Cái này mình để ý cái nào, kiếp trước là nữ nhân, càn thất bà này kiếp trước là nữ nhân mà nó kém phước, thiếu phước không cái sanh làm càn thất bà, nhưng mà nhờ phước nhỏ nó sanh được làm thất bà, làm chư thiên càn thất bà. Họ lại có cái sở thích đó, là nó dựa vô thân phụ nữ, nó sanh làm càn thất bà này, nó dựa vô phụ nữ, nó sanh thẳng vô thân phụ nữ đó, rồi nó sống trong đó luôn. Nó có tên là Yogini. Cho quý vị cái tên của này để nha, là chư thiên nữ. Khi mà sanh làm càn thất bà là sanh vô thẳng người nữ luôn, Yogini. Sanh thẳng xong nữ Yogini, thì dân gian mình người 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 đời mình hay gọi là bị cái cô đó bị ma ám, bị quỷ ám vậy đó. Thì kêu là Yogini. Cái này có thiệt luôn á, có nhiều người nữ tự nhiên đang sống ngon lành, cái tự nhiên thành trở nên giống như khùng khùng điên á, bị ma nhập quỷ nhập đó. Nhưng mà thực sự không phải, đó là càn thất bà, là thiên này, là chư thiên mà hạ thấp kém. Kiếp trước là nữ nhân sanh ra là thích người nữ mà, chứ không có thích người nam, mà thường thường là người nữ hay bị. Chứ quý vị để ý, bên ngoài thì là người nữ bị nhiều lắm, bị nhập nhiều lắm, người ta nói là người giờ nữ tâm yếu này cái bị nhập, nhưng mà không phải, tại vì cái loại canh thất ba này nó thích người nữ, cái trước nó cũng là người nữ, nó thích người nữ, cho nên nó nhập vào người nữ, người ta kêu là ma quỷ ám. Quý vị thấy chưa, đó là cái vấn đề mà của vị càn thất bà mà thích như vậy. Rồi cái loại này nè, cái càn thất bà nữ nó có hai trường hợp dựa, ta phân ra nó có hai trường hợp mà để dựa. Thứ nhất là nương gá ngay lúc từ trong bụng mẹ đó quý vị. Ví dụ như mẹ có bầu, có đứa con, bầu trong bụng mẹ mấy tháng thì cái loại này sanh ra nó tung sinh vô, nó chui vô đó nó ở trong đó luôn, nó làm cả thất bà nó chui vô trong bụng mẹ nó ở trong đó. Thành ra nhiều khi có những người có đứa con nó sanh ra lóc có ngày hay thấy nhiều cái mình thấy cũng dễ sợ lắm, mình không biết lý do là sao. Thì cái trường hợp này được gọi là những cả thất bà là sanh ra quá sanh trong chui vô bụng mẹ ở trong á, ở trong với người mẹ đang có bầu á, ngay trong bụng mẹ luôn. Hoặc là có trường hợp là những người lớn như là cỡ 18, 19, 20 cái mấy tuổi, hoặc là cỡ như là Nguyên Trang, Nguyễn Như, kỳ mà cho Nguyễn Châu Nguyễn hay là kỳ hay là Hồng Nhung đó, thì loại này nó khoái người nữ vậy đó, nó nhập vô đó. Thì như vậy là có hai trường hợp, một là trong bụng mẹ, hai là khi người lớn.
nó không có tu tập đâu. Rồi cái người mà bị dạy bị dựa đó quý vị, ví dụ như cái người mà bị nó dựa vô, nó nhập vô nó sống đó, thì người dựa này cũng có thể xui khiến cái con vô ký ni nữa. À, người này khi mà giống như là Kim Nhung hoặc là Nguyên Trang mà ghét ai đó thì xúi con vô cái niệm đi phá, đi phá người ta, đi đi quậy người nào mình ghét, đi quậy phá người ta cho người ta khùng, người ta điên chơi. Thì cái người bị dựa cũng có thể điều khiển ngược lại con này, cho nên đó là như vậy. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng làm được, người đến trả thù, nhưng mà cũng phải tùy, nhưng phải lúc nào cũng làm được. Gặp nhiều người có phước mạnh thì họ làm được đâu. Thì sao mình biết được nhập vô, nhưng mà những người bị nhập biết chứ, những người mà bị nhập nhập vô là mình có thể biết là cái nét mặt họ khác thường, họ cái thần nó không phải là bình thường không. Và những cái vô cái này nó nhập vô được, mà mình nhìn người đó là mình biết những người mà cái tâm thần nó khất bất bình thường thì mình có thể đoán được phần nào đó, thì là những người này nó sai khiến cái vô cái này đi phá phách những người mà mình bị ghét bị thù tới nhát với này kia là. À, ghê lắm, mấy cái vụ này là ở Việt Nam mình cũng nhiều lắm, nhưng mà bên Tàu còn nhiều hơn nữa, cái gì dữ lắm, mấy vụ này dữ lắm. À, rồi có rồi những cái loại này đó, nó có những cái loại mà nó đến ngày trăng tròn cái thân của người dựa đó, ban ban đêm cái thân người bị dựa nó tỏa ra ánh sáng. À, tức là đến ngày trăng tròn cái thân người này ban đêm thì cái thân người bị dựa nó có ánh sáng. À, nó tỏa ra cái ánh sáng xung quanh nữa, rồi nó mới dắt cái người mà bị dựa nè, nó dắt cái người này đi ra ngoài đường, dắt đi ra tìm đồ ăn bậy bạ gì đó, vật thực gì đó ăn á. Nó xui khiến cái người nữ đó đi vòng đi ăn vậy đó, đi ra tìm kiếm thức ăn ăn. Thì ban đêm đi, nhiều người ta cho là bị mộng du gì đó. Thì cái này chắc nó sắp dựa như nó mới đá mấy lần. À, thì ban ban đêm cái thân người bị dựa này nó tỏa ra ánh sáng. Nhiều khi mình ai mà thấy thì chắc hết hồn á. Ví dụ như mình có gia đình, mình có em có chị này đó, mà dòm ban đêm mà tự nhiên mình thức dậy mình thấy nó có ánh sáng lờ mờ xung quanh, rồi bắt đầu nó đứng dậy nó đi. Nó đi ra ngoài đường, nó dắt đi tùm lum, mình tưởng mộng du vậy đó, nhưng không phải, là con này nó bị dựa thiệt á, nó bị những loài này nó dựa thiệt. Giống như ma đó. Nhưng mà này không phải ma, này là người thiệt mà nó bị những cái vị này nhập vô. Ban đêm nó đi ăn, đi kiếm gì ăn, không biết vật thực nó kiếm gì mình cũng không biết. Thì những cái vị này nó là những cái con ganh sáp ba vô cái này nó làm chuyện này. Rồi nữ nhân nó thích này. Nhưng mà tất cả những cái loài mình mới vừa nói là thì nó đều nằm dưới quyền cai trị của những vị thiên vương nãy mình học hết, giờ tứ tứ thiên vương á. Thành ra nhiều khi làm bậy bạ mấy ông này, làm quá mấy ông này xuống, mấy ông bắt về ông nhốt hết á. Thành ra cũng cho nên cũng không đến nỗi nào quá lắm. Cho nên đó là như vậy. Rồi đó là cái làm sao giờ, làm sao biết sao giờ, bây giờ mình làm phước nữa, mình hồi hướng cho người ta thì người ta cũng được phước, người ta cũng mang ơn mình, người ta cũng bỏ mình, người ta không phá mình nữa, không nhập phá mình nữa. Đi lên dây điện luôn, ghê quá đó. Thì những cái chuyện này tôi thấy là mình không có học pháp đó, thì mình không học mấy bài này, mình không có biết, mình tưởng là ma quỷ nhập này, mình không có biết. Thì chắc tối nay chồng Nguyễn thấy đó, không sao đâu, tối nay tới liền à, có gần lắm, cái bên muốn thấy thì tối thấy. Thử nguyện thử thấy liền à, nguyện cho con tối nay con được gặp là thử già so này, không biết nghe ra sao. Đó, thì những vị này là cũng đều nằm dưới quyền cai quản của những vị tứ thiên vương mình học ha, và như thế đó. Đó là nhóm thứ hai, rồi tới cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba học thêm nhóm nữa, nhóm thứ ba có bốn nhóm. Nhóm thứ ba nhóm thứ ba là cum phân đô cum phân đi, cum phân đô cum phân đi. Nhóm thứ ba được gọi là la sát, la sát bà la sát ha. La sát rất khá sát, la sát là rất khá sát ha.
sáng, là sáng. Cung phân đô, cung phân đi, là sáng. À, kêu nhóm là sát quá. Thì nhóm này á, người ta kêu là ác thần. Nhóm này là những thần, nhưng mà thần ác. À, những vị thần ác á, có bụng to bự. Vị thần có bụng to bự, mắt lồi ra. À, mắt tập rồi ra. La sát á, rất xa là la sát quá. Rất xa là la sát. À, nhóm này là được gọi là ác thần. À, những nhóm này nó có cái bụng mấy vì thấy mấy bụng mà bự ra, những mấy chùa tàu gì mình cũng hay thấy mấy hình này ha, thấy mấy hình mà bự ông ác thần, có bụng bự ha, rồi hai con mắt lồi, cái tròng mắt đổ quét ha. À, thì nó là gọi là la sát đó, gọi là ác thần, gọi là la sát đó, loại cung phân đô cung phân đi đó, gọi là rất sát la sát, từ chữ la sát âm ra đó. À, thì những người mà có cái quý vị thấy là những người mà có cái con mắt đỏ, mình nhìn và nhận thấy cũng ghê thiệt. Chúng tôi gặp hồi xưa gặp có mấy người có con mắt lúc nào cũng đỏ thôi. À, thấy như vậy là giống như là sát nhân ha. Những người đó có thể giết người này kia. À, thì như vậy là cái nhóm mà la sát đó, nó là những loại được gọi là những loại thần hung dữ, những cái loại thần mà tàn bạo đó, thì được gọi là ác thần. À, nó có những cái bụng to. À, thì giờ cái trú xứ của nó đó, trú xứ của những loại la sát là nó có hai chỗ, cõi người cũng có và địa ngục cũng có. À, tức là trú xứ nó có hai chỗ, cõi người và cõi địa ngục. À, nó có cõi người mình mới mệt đó chứ nó đừng ở cõi người mình đỡ, nó ở có cõi người. À, thành ra rất là nguy hiểm. À, những loại la sát này, thì những cái loại la sát này đó, khi mình ở cõi người á, thì nó có nhiệm vụ của nó được giao phó, được những vị tứ thiên vương giao phó, nó phải đi coi gìn giữ những cái khu vực như là núi rừng, à, núi rừng ao hồ sông ngòi, à, hoặc là những cái bảo tháp đền đài ha, à, hoặc là những cái cây mà có những cái loại hoa thơm, những cái hương mộc thơm đặc biệt, à, thì những cái con lạ xác này nó coi. À, nó gìn giữ. À, núi rừng cũng là nó gìn giữ, mà mình vô rừng núi mình chặt mình đốn mấy con la sát này gặp nó là mệt không. À, thì những loài này nó gìn giữ những cái nơi đó, những cái nơi mà rừng núi ao hồ sông ngòi bảo tháp đền đáp tháp này ra, hoặc là những cái cây có cái hương thơm như cây giáng hương, cây những cây có hương thơm đặc biệt đó, thì những cái loài này nó giữ. À, và nó còn đặc hơn, nó ở dưới đáy núi là quê buôn lá đó, thành ra chắc gá đó, bây giờ ra chắc gá thành vương xá đó. À, thì người ta nói là ở dưới núi đó, dưới núi quê buôn lá đó, có một cái ngọc cực quý dưới dưới đáy núi đó, thì những cái con này nó cũng canh chữ luôn. À, nó canh chừng, nó giữ luôn cái ngọc quý luôn, tức là nhiệm vụ nó đi vòng vòng, nó coi cai quản những nhóm la sát, nó thay phiên nó cai quản cái này. Thì trong chú giải nói cho chúng ta biết rằng những người nào á mà đi vô cái cõi này đó, đi vô cái khu vực này đó, làm vô rừng núi những cái chỗ mà để đào lấy bảo ngọc, đào lấy vàng vàng châu báu gì đó, đi tìm mấy cái đó, hoặc là mình vô ngay khu vực của tụi nó đó, thì nó sẽ ăn thịt mình. À, nếu mà gặp có đúng ngay cái chỗ mà có những cái loài la sát này là nó ăn thịt luôn, nó xé xác ăn thịt luôn. À, tại là bởi vì nó có trên con người mà nè. À, khi mà vào rừng nhiều khi có những người đi rừng đi săn rồi vô đó rồi bậy bạ này kia đó, à, nó làm thịt ăn luôn, à, vô xong mất xác luôn không biết ở đâu. À, thì gặp phải cái loài là la sát này, à, ác thần à, nó giết nó ăn thịt. À, hoặc là những loài la sát này khi nó ở địa ngục á, à, nó xuống địa ngục nó biến thành những con kênh, những con quạ, những con chó dữ đó. Thì chúng ta thường hay thấy cõi địa ngục có những cái hình kênh quả chó dữ rồi đó. À, nó xuống dưới nó xé xác, nó làm thịt những người dưới đó. À, thì đó là những loài la sát. Thì nó xuống địa ngục thì nó biến dạng, nó đi xuống dưới nó biến hình, nó làm thành những loài này loài kia để nó, chứ cõi địa ngục thì không có những cái loài thú này. À, nên những loài la sát xuống dưới nó mới làm quá thân ra những loài đó để mà nó tàn sát những chúng sanh dưới đó. À, cho nên cái loài la sát này nó có ở hai khu vực như vậy. Thì mà ở cõi người mà nó khu vực của nó trong cõi trong coi những cái nơi rừng hoang vắng, rồi những cái bảo châu đền tháp rồi đó,
mình tới mình phá hay mình lấy ăn cắp trộm những cái đuổi đó thì nó sẽ ăn thịt mình luôn, nó xé xác mình luôn á. Nếu mà xui gặp nó có là những chỗ có là mệt đó. Là nhóm thứ ba, chúng ta biết là nó thuộc về la sát, những cái nhóm la sát. Rồi tới cái nhóm thứ tư, nhóm thứ tư là na gí hay là na go. Na có dấu quyền, có gì ghi bỏ ngang được, ghi na gí hay là na go là rồng. Thứ tư là rồng. Rồi có người ở đâu quá thân, người giữ nguyên luôn à. Người là thấy giờ thấy thằng nào bụng bự mắt đỏ là nó đó. Là ai mà chưa có chồng nó ghé nó thăm chưa có chồng nó la sát mẹ lên kiếm. Xong rồi về chắc sắp sắp ghé rồi. Ai mà chưa có chồng chưa có gia đình thì la sát mẹ nó ghé nó xin tá túc. Rồi đó là cái nhóm ba, nhóm bốn là rồng ha. Rồng rồng nó có hai chủng loại như vậy chứ không phải một nha, hai chủng loại có bị hai loại rồi chứ vậy nha. Rồng nó có hai chủng loại. Loại thứ nhất là Vasunthara, Vasunthara. Loại thứ nhì là Phumadewa, là có hai loại rồng. Xét phá. Rồng thì ta biết vậy, như vậy là loại rồng này là những loại chư thiên chứ không phải là như là mình nghĩ là những loại thú đó. Có hai chủng loại như ha, Vasunthara, Phumadewa. Về cái trú xứ của những loại rồng đó thì về trú xứ đó đó. Trú xứ loài rồng này nó sống trong lòng đất ở dưới đáy núi hay là dưới đáy núi, sống trong lòng đất hay dưới đáy núi. Thì như vậy cái chỗ của nó là ở trong lòng đất hay núi. Khi mà nó sống ở dưới lòng đất hay trong dưới đáy núi lòng đất thì những loài rồng này khi mà nó quậy, nó chơi, nó đùa giỡn với nhau đó, nó chạy, nó đùa giỡn ở dưới lòng đất thì nó làm cho trái đất mình bị rung chuyển. Nhiều khi lâu lâu mình thấy trái đất bị rung chuyển, động đất kia là vậy, cũng do những cái loài rồng này nó quậy ở dưới. Là một, hoặc là nhiều khi nó cũng đi lên mặt đất, nó thích nó lên mặt đất, nó hiện thành những cái loài giống như cọp, sư tử, chó, hoặc là nhiều khi nó vẫn giữ nguyên hình tướng rồng đó, giữ nguyên hình tướng rồng rồi nó hiện hình cho mọi người thấy, nó chạy dẫn trên mặt đất đó. Những loài rồng đó. Và những cái loài rồng này nó có gì thì trong chú giải tôi nói nó cũng dữ lắm, nó cũng thuộc loại dạ xoa đó chứ không phải là giờ. Nó cũng thích hành hạ chúng sanh lắm. Thích để mà nó thỏa mãn thú tánh đó mà. Nó gặp những loài này kia là nó tàn sát ha. Là cái tánh của nó rất là dữ. Loài những loài là ác thần. Nhưng mà khi mà nó xuống địa ngục, nó cũng biến thành những loài chó dữ, những loài kênh để mà tàn sát những cái tội nhân vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là những loài rồng này cũng rất là ghê. Thôi mình, tại người nay người ta nói không có rồng thì rồng nhiều, thực sự nó đâu có sống để cho mình thấy, nó thuộc quá thân mà quá xanh mà đâu có thấy được. Cho nên những loài rồng này nó muốn thấy là nó hiện ra cho mình thấy thôi. Nó khi nó ở con người thì nó có thể giữ nguyên cái dạng, nó chạy, nó dẫn hoặc là nó biến thành cọp, sư tử này kia. Thì là như vậy. Còn nó muốn xuống địa ngục thì nó xuống dưới, nó biến thành kênh thành chó dữ, quỷ sứ này kia, để nó xuống hành hạ tội nhân dưới đó. Thì như vậy rồng nó có được hai thứ như vậy, chỗ ở của nó là dưới lòng đất hay là dưới đáy núi, hoặc là nó cũng thích lên trên để chơi, hoặc là nó buồn buồn nó cũng ghé qua nhà này nhà kia nó chơi chứ không phải không. Đó là trú xứ của những loài rồng. Thì như vậy chúng ta biết là cõi tứ thiên vương nó có những cái chủng loại như thế nào, và những phụ thuộc của những đệ tử của những vị tứ thiên vương là sao, những loại ác thần là sao. Thì như vậy tứ thiên vương thì đóng vai trò là lãnh đạo hết cho tất cả những loại này. Cho nên cũng những loại này nó quậy nhưng mà cũng vẫn bị giống như mà du đảng như thật cái vậy. Nó quậy, nó đi chém mướn, đi làm cái là, nhưng mà nếu mà biết được là nó bị bắt,
không về chư thiên bắt đem về giam nhốt không cho nó gây hại người ha. À, cho nên những loài mà chúng ta biết là cõi chư thiên, cõi tứ đại thiên vương nó cũng giống như cõi người, cũng có vua chúa, cũng có quan quân, cũng có dân chúng, cũng có những loài dữ tợn, du đảng du thực đủ thứ ha. À, cho nên đó là cái nói về những cái cõi, những chúng sanh ở trên cõi tứ thiên vương. Và những cõi tứ thiên vương này thì chúng ta là gần mình nhất à. Vì cho nên khi mình làm phước mình gì đó, mình cũng nên nhớ tưởng niệm, hồi hướng đến cho những vị trời tứ thiên vương này, để có gì họ không có phá phách mình, những người thấp người ta không có phá, rồi những vị trời thiên vương người ta hộ trì cho mình, mình có nhớ phước báo và hộ trì cho đời sống mình được tốt đẹp. Rồi vậy là hôm nay chúng ta nghe xong cái bài về cõi tứ thiên vương cũng vừa đúng hết giờ ha. Và cũng do phước báo này nguyện cầu cho chắc tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thái. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy đã giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Thầy ơi, sao hôm nay lần đầu tiên là Nguyên Như bị đá là liên tục như vậy á thầy? Con nghe được thầy nói ba chữ thì nó mất bốn chữ, nghe ba chữ mất bốn chữ. Chưa bao giờ giống như vậy luôn á. Và bây giờ thời gian con thấy cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt sư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, thưa sư. Và con xin dâng bích lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Thay mặt kính chào đạo tràng. Thay mặt lớp học, thành kính tri ân thầy kinh rất nhiều. Hôm nay thầy kinh đưa chúng ta về cõi trời ha. Quý vị cố gắng tu tập mà đúng với chánh pháp, nếu mà chưa đắc đạo quả, chưa có niết bàn trong kiếp này thì kiếp sau được sanh về cõi trời, cõi trời mà thuộc hạng chư thiên mà có chánh kiến đó ha, nên ở nơi đó tiếp tục tu đắc đạo quả. Dạ, bây giờ sư xin phúc chúc cho đạo tràng. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thí sự an vui, thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ, người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Con Thanh Tâm có thể kính xin những cái phước mà chúng con đã học trong buổi hôm nay, xin hồi hướng tới tất cả các chư thiên, các chúng sanh, các loài, cùng tất cả nhân loại có thể lúc nào cũng hưởng được phước lành của Tam Bảo. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tạ sẵn ti vi hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tạ hình tạ hình tạ thầm ma đà nê na pha văn tu bù chi ta sọ thình ca rôn tê tha vi hà ra măng đa lê thê tra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sani gamma cha isara sambana futa sukhita pavantu te
cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni cha ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pung ga la sang ko ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam pa bu nei ya ma tham ma ri yam ba we di te y đăng nô nha pi năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đăng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á na gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên. Vào ngày mai, chúng ta sẽ được học lại phần 12 nhân duyên do sư Pháp Tính phụ trách đảm nhiệm. Nguyên Như xin trân trọng kính mời toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.